Hi, chào mừng các bạn trở lại với channel Quang Hải. Thì có một cái thông tin rất là hữu ích. Cách đây cũng đã xảy ra 3 năm rồi, nhưng mà chắc chắn mình tin rằng là nó vẫn còn rất mới đối với chúng ta. Đây là một cái biến cố xảy ra ở Ấn Độ. Các học sinh nói rằng là Đức Mẹ đã hiện ra giữa hương hoa nhài. Vì sao lại có một cái biến cố như thế này? Thì các học sinh Công giáo ở Ấn Độ nói rằng là mình đã chứng kiến một lần Chúa Giêsu đã hiện ra và một số lần Đức Mẹ hiện ra giữa hương hoa lài cùng ơn ăn năn hối cải và chữa lành tay cho một bé gái. Thú vị phải không ạ? Thì cái địa điểm này được hiện ra ở nhà thờ Ambrosio và trường tiểu học ở Adavanaka. Giáo xứ và trường học này thuộc Tổng giáo phận Verapoli. Thì Linh Mục Siva nói rằng là giới chức của giáo phận và đang chờ và xem trước khi can thiệp vào chuyện này. Và tin tức Mastodia cũng đưa tin dựa trên lời kể của Linh Mục Quản sứ. Biến cố đó được xảy ra như thế này. Thì theo lời cha Siva, việc hiện ra bắt đầu từ ngày 28 tháng 9 vào năm 2017 khi một học sinh ở trường, một bé gái người Ấn giáo tên là Krishna Veda đến nhà thờ để cầu nguyện và bé gái xin ơn chữa lành tay cho cô bé. Thì cô bé cho một ít nước thánh, nước thánh ở thường thường ở nhà thờ có đặt những cái bình nước thánh. Thì cô bé lấy nước thánh đó cho vào tay và sau đó cô nói với các bạn học của mình rằng là nước thánh đã giúp cho tay của mình lành ngay lập tức. Đó đã là đúng là một cái phép lạ xảy ra cho cái bé gái này. Thì khi rời trường đến nhà thờ cầu nguyện thì các em ngước lên và thấy trên trời một hình ảnh Chúa Kitô hiện ra và các em gọi tên Chúa Giêsu và đến nhà thờ để tạ ơn Chúa vì đã chữa lành tay cho bạn của mình. Thì trong nhóm chỉ có một cô bé người Công giáo là Ambrosia thôi, tình nguyện hướng dẫn bạn mình lần hạt. Nhưng mà cô bé không biết nhớ, không có nhớ năm sự sáng bởi hôm đó là ngày thứ năm. Đó, và cô bé đã đi nhờ thầy của mình, thầy giáo. Thì khi mà thầy giáo đến nơi vào lúc 1:45 chiều thì lúc đó các em đang cầu nguyện, thì một trong các cô bé tên là Ansure nói với thầy giáo của mình rằng là Đức Mẹ đã đứng dưới bàn thờ. Các em còn nói là đã ngửi thấy mùi hương hoa nhài. Đó, thì khi thầy giáo đưa các em ra khỏi nhà thờ, các em nói rằng là Đức Mẹ đi theo mình và không muốn các em ra về. Thầy giáo đi nói với các thầy giáo khác. Thì khi một cái biến cố rất là đặc biệt thì bắt đầu là truyền tay nhau. Thì còn một số em thì đi tìm cha Siva. Thì khi cha đưa các em về lại nhà thờ để mà cầu nguyện thì các em nói rằng là đang thấy Đức Mẹ đứng dưới bàn thờ, nhưng mà những người lớn thì ở đó thì không có thấy. Đó, thì cái điều này cũng không có gì lạ. Một số người thì thấy, một số người không thấy, đó là điều rất là bình thường khi mà xảy ra một cái phép lạ gì đó. Thì theo các em, Đức Mẹ hứa với các em là sẽ giúp các em trong việc học hành và hứa xin ơn Chúa Thánh Thần cho các em, và Đức Mẹ còn hứa cho các em được lên thiên đàng nữa. Một điều quá tuyệt vời phải không các bạn? Thì sau cái biến cố đó, tin tức được bắt đầu là lan ra. Như các bạn biết là khi mà một phép lạ nào đó mà nó xảy ra thì điều đó lan rất là nhanh, đặc biệt đối với người Công giáo. Thì vào ngày 3 tháng 10, rất đông người tập trung để lần hạt tại cái nhà thờ với một cái thị với các thị nhân nhỏ, đối với các em nhỏ đó thấy được Đức Mẹ đó. Thì sau một hồi ai cũng cái ngửi thấy được cái mùi hương hoa nhài. Còn các em nói rằng là mình vừa thấy Đức Mẹ hiện ra một lần nữa. Quá tuyệt vời. Một linh mục thì yêu cầu các em chỉ ra điểm chính xác mà Đức Mẹ đã hiện ra và cộng đoàn thấy một ánh sáng lóe lên. Còn linh mục thì nói rằng mình thấy có ai đó vỗ nhẹ vào đầu mình. Một điều rất là lạ phải không các bạn? Một dấu chỉ.
Nhiều người trong cộng đoàn nói cho biết là họ đã được ơn hoán cải khi cầu nguyện. Như vậy Đức Mẹ đã hiện ra những cái điều mà các em được nhận ơn thì đó rất là quan trọng, nhưng mà quan trọng hơn cả đó là ơn hoán cải trở về với Thiên Chúa, với cộng đoàn, với những cái điều mà Chúa đã dạy. Thì mong rằng cái tin tức này dù đã xảy ra 3 năm rồi nhưng mà sẽ là một điều gì đó để mà củng cố niềm tin của mình trong một cái hoàn cảnh rất đặc biệt này. Các bạn cố gắng cầu nguyện xin Chúa giúp cho chúng ta vượt qua cái giai đoạn thật khó khăn này. Các bạn đừng quên đăng ký kênh của mình nhé. Hẹn gặp lại.